Xin được chào mừng các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong một livestream với chủ đề Bí mật của sự thay đổi. Bí mật của sự thay đổi. Sự thay đổi làm cho chúng ta bước sang một bước ngoặt mới và để chúng ta có đầy đủ năng lực, đầy đủ những công cụ đúng, hiểu biết đúng để chúng ta thiết kế một cuộc sống như mong muốn. Mà cái tôi gọi đây là một cuộc sống thịnh vượng. Bây giờ thì tôi bắt đầu bật mạng lên, cho nên là mới bắt đầu có một bạn đầu tiên là bạn Thu Mai. Xin chào mừng các bạn, chúng ta cùng tham gia livestream này. Và bây giờ đây là thời điểm hoàn hảo để các bạn hãy chia sẻ, đến những người bạn của mình một livestream với chủ đề làm thế nào để chúng ta thay đổi, làm thế nào để chúng ta thay đổi bản thân để kiến tạo một cuộc sống như mong muốn. Mà tôi gọi trong chủ đề này là một cuộc đời thịnh vượng, một cuộc sống thịnh vượng. Sở dĩ đặt ra chủ đề này là bởi vì tôi đã gặp rất nhiều người và họ cũng bày tỏ một cái băn khoăn là tôi rất muốn thay đổi. Thế nhưng bây giờ thay đổi từ đâu? Thay đổi từ đâu? Thế rồi thì họ cũng bảo là họ đọc rất nhiều sách rồi, họ đi học rất nhiều khóa học phát triển bản thân rồi, rồi họ cũng kinh qua khá nhiều ngành nghề khác nhau rồi. Thế nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì đâu vẫn đong đó, và họ tỏ ra băn khoăn ngại ngần và nghi ngờ tất cả những cái gì mà thị trường đang đặt ra hiện nay. Đúng rồi các bạn, chia sẻ cái băn khoăn này với tất cả chúng ta. Và tôi mong rằng đây là thời điểm hoàn hảo để anh chị em chúng ta chia sẻ đến người thân. Bởi vì trên Facebook của chúng ta rất nhiều bạn. Đây cũng là một cách rất tốt để các anh chị em chúng ta chia sẻ đến những người bạn và hút họ trở lại Facebook mình. Bởi vì tôi cũng nhận ra một điều, rất nhiều người trong chúng ta, phần lớn á, ai cũng có Facebook và dùng Facebook vào rất nhiều việc. Thế nhưng cái việc quan trọng nhất là dùng Facebook để nó như một cái cửa hàng, nó như là một cái cách chúng ta thể hiện bản thân mình, thì dường như là chúng ta chưa để ý được đến điều đó, chưa để ý đến được điều đó. Trong khi Facebook là quốc gia đông dân nhất thế giới, Facebook là một siêu thị miễn phí đông dân nhất thế giới. Vậy mà các bạn hình dung này, nếu Facebook là một đại siêu thị lớn nhất thế giới, để chúng ta ai cũng có thể vào bán được, bằng chứng là mỗi chúng ta đều có một Facebook trong cái siêu thị rộng lớn này. Nhưng mà chúng ta đang bày hàng hóa gì ra để bán? Chúng ta đang bày hàng hóa gì ra để bán vậy? Và hãy coi lại đi ạ. Nhân đây khi chúng ta chưa vào chủ đề chính, nhưng bất kể điều gì mà tôi chia sẻ cùng các anh chị chúng ta thì cũng đều là những điều tuyệt vời để giúp các anh chị chúng ta tạo ra những cái công cụ, gợi cho anh chị chúng ta những ý tưởng để làm giàu bản thân mình, làm giàu cái năng lực, làm giàu cái giá trị bản thân mình để cải thiện cuộc sống, cải thiện thu nhập, nói chung là cải thiện mọi mặt chất lượng cuộc sống của mình. Vậy đây là thời điểm để các anh chị chúng ta chia sẻ đến những người bạn của mình nhé. Chia sẻ đến những người bạn của mình. Và nếu như các chị hào hứng thì tôi sẽ giúp các anh chị chúng ta rất nhiều cái năng lực để nâng cao giá trị bản thân mình, để tạo ra hiệu quả trong cuộc sống này. Chúng ta không cần mất quá nhiều tiền, Chúng ta đang có vẻ như đi sai rằng mất quá nhiều tiền cho quảng cáo, các hệ quảng cáo. Nhưng thử hỏi rằng chúng ta tung ra quảng cáo mất rất nhiều tiền, thế nhưng mà khi mà hút được mọi người về cái cửa hàng của mình thì mình thể hiện như thế nào vậy? Mình thể hiện như thế nào để mà họ lại quay đi sớm vậy? Đấy là vấn đề. Đấy cũng là một trong những cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các chị chúng ta trong buổi hôm nay. Làm thế nào để thay đổi mình? Làm thế nào để thay đổi mình để kiến tạo nên một cuộc sống như mong muốn?
Và tôi cũng muốn rằng để tôi có cái nguồn cảm hứng để chia sẻ với các anh chị, để tôi có cái lý do, rồi để tôi có cái nền tảng để chia sẻ với anh chị chúng ta, thì tôi mong muốn rằng các anh chị chúng ta cũng sẽ chia sẻ với tôi đi ạ. Các anh chị đang băn khoăn điều gì? Các anh chị có muốn thay đổi cái hiện trạng cuộc sống của mình không? Các anh chị có muốn thay đổi cái hiện trạng công việc của mình không? Thay đổi cái hiện trạng công việc của mình không? Tức là cái hiện trạng trì trệ, cái hiện trạng mà nó cứ trồi sụt, nó không ổn định, nó không tăng trưởng bền vững và ổn định. Cái hiện trạng mà cuộc sống nó khá là bí bách, cái hiện trạng mà cuộc sống gia đình nó khá là ngột ngạt, cái hiện trạng mà cái tinh thần của mình nó dậy mỗi một ngày thì nó nặng nề vô cùng, nó không thật cảm thấy cuộc sống nó hưng phấn gì cả. Và các chị chúng ta có bị lâm vào cái trạng thái như vậy không? Và nếu như đã lâm vào một trạng thái như vậy thì các chị chúng ta ở đây có mong muốn thay đổi không? Có mong muốn thay đổi để kiến tạo nên một cái cuộc sống như mong muốn hay không? Thì cho tôi xin vài cái lời để chúng ta tương tác, thì để tôi lấy cái năng lượng, lấy cái cảm hứng để cháy hết mình với các anh chị trong buổi live stream hôm nay. Và xin mời các anh chị. Bởi vì trong tôi rất nhiều điều cuồn cuộn muốn nói các anh chị. Rất nhiều điều muốn nói các anh chị. Từ vấn đề gì? Phát triển tư duy, phát triển não bộ, phát triển bản thân, phát triển mọi cái kỹ năng. Cho đến kể cả những bộ công cụ quyền năng, bộ công cụ chuyên nghiệp nhất thế giới về phát triển doanh nghiệp bền vững. Rồi cho đến những vấn đề về hiểu biết ở cái tầng cao hơn nữa là tầng sóng, năng lượng và tâm linh. Vâng, bạn Phạm Diệu Thu, em rất muốn thay đổi tình trạng gia đình ngột ngạt. Vâng, cảm ơn bạn. Tình trạng gia đình ngột ngạt. Ok. Cảm ơn các bạn. Tôi cũng sẽ nhật ký ra đây một chút ạ. Tôi sẽ nhật ký ra đây một chút. Tôi sẽ nhật ký ra đây một chút. Mời các anh chị chúng ta nào. Các anh chị chúng ta sẽ nêu một vài cái vấn đề để tôi có cái cảm hứng, rồi để tôi có cái những cái chất liệu để chia sẻ với các anh chị chúng ta. Chất liệu để chia sẻ. Vừa rồi có một bạn chia sẻ. Một cái cuộc sống, một cái trạng thái cuộc sống gia đình đó bây giờ nó đang đang không thoải mái, cái loại như dạ. Bạn Vũ Thường cũng thấy ngột ngạt với cuộc sống. Dạ. Bạn Huy Hoàng, cảm ơn bạn. Tôi đã về Hà Nội được 2 hôm nay và cái guồng quay nó mạnh mẽ khủng khiếp trong 2 hôm nay, rất nhiều việc. Đi cách Hà Nội 60 cây rồi lại quay trở về, rồi ngày mai lại cách Hà Nội 300 cây rồi lại quay trở về, rất nhiều việc, nó rất hay. Đời bạn Vũ Thường thì em rất muốn thay đổi. Rồi. Vậy thì đã có 2 ý kiến nói rằng là cuộc sống bây giờ, hiện trạng bây giờ cuộc sống nó khá là ngột ngạt. Cuộc sống ngột ngạt. Ngột ngạt. Rồi, ok. Các bạn ạ. Rồi, muốn thay đổi. Tiếp theo đi các bạn. Tiếp theo đi ạ. Tôi đang muốn là em muốn thay đổi để cuộc sống hạnh phúc hơn và công việc thành công hơn. Bạn Lê Luyến. Điều này nữa các bạn. Tôi muốn rằng các bạn chúng ta này chia sẻ cái điều nó cụ thể hơn cho tôi một chút thì càng tốt. Bởi vì khi các bạn chia sẻ được vấn đề cụ thể thì tôi sẽ có cái câu trả lời rất sát vấn đề của các bạn. Bạn Huy Hoàng, tôi có cà phê đây rồi, mời bạn qua văn phòng 14 Nguyễn Chế Nghĩa, Hoàn Kiếm, mời bạn thưởng thức cà phê. Quách Ngọc Anh, em muốn thay đổi về tư duy. Đúng rồi các bạn, tuyệt vời. Cuộc sống ngột ngạt này, thay đổi tư duy. Tiếp tục đi các bạn. Nào. Tôi vẫn đang nhật ký đấy, tôi vẫn đang lưu, tôi đang ghi lại tất cả những điều của anh chị em chúng ta. Rồi sau khi tổng hợp lại toàn bộ thì bắt đầu tôi sẽ đi một cách trình tự để giải thích rằng tại sao chúng ta lại như vậy, tại sao chúng ta lại đang có tất cả những cái thứ, những cái kết quả hiện tại như vậy, rồi cái cách nào để chúng ta thay đổi. Bạn Lê Nguyên, thay đổi tư duy được tích cực hơn. Đó. Cộng với lại tư duy tích cực hơn. Ok. Cảm ơn bạn Lê Uyên. Biết ơn thầy vô cùng, đủ mạnh, đủ tự tin lắm thầy ạ. À. Hồng Vương. Wow. Rồi bạn Hồng Vương, các bạn có thể kết nối với bạn Hồng Vương ạ. Một trong những chủ doanh nghiệp đang phát triển bất động sản ở Bình Phước, và bạn Vương ở đây đấy. Vừa rồi tốt nghiệp khóa NLP Project 6 ngày trực tiếp huấn luyện của tôi trong Sài Gòn. Và bây giờ thì bạn ấy đầy tự tin để bạn ấy bước vào cuộc sống để kiến tạo nên cuộc sống của mình. Cho dù những cái dự án anh ấy đang triển khai khá là lớn lớn so với việc từ trước đến nay.
trong việc phát triển sinh của anh ấy. Em muốn thay Hà Thị Sơn ca, em muốn thay đổi ra ngoài vùng an toàn. Ra ngoài vùng an toàn. Vâng, những điều gì mà các anh chị chia sẻ với tôi cực kỳ là đáng quý, và tôi hiểu được điều này với tư cách là một nhà huấn luyện tư duy, nên tôi hiểu rất rõ cái điều này, bởi vì tôi ít nhiều thì cũng đã trải nghiệm qua những điều này và đã vượt qua được tất cả những cung bậc của cuộc sống rồi. Cho nên tôi muốn mang cái trái tim của mình, tôi muốn mang tất cả những cái điều khao khát của tôi để chia sẻ các bạn, để mong rằng các bạn gì không có bị lãng phí về thời gian, không có bị lãng phí về tiền của nữa, không có bị lãng phí về uy tín nữa. Tức là không bị mất mát nhiều cái nguồn lực của cuộc sống mà lẽ ra không cần mất, không đáng mất, để chia sẻ với các bạn. Nhưng chỉ mong rằng các bạn, mà tôi chỉ mong các bạn là hãy hành động. Bởi vì cái nguyên lý cuộc sống này, cái quy luật cuộc sống này nó có và buộc chúng ta phải tuân theo. Buộc chúng ta phải tuân theo. Và bật mí với anh chị em chúng ta là hầu hết chúng ta đều đang chống lại các quy luật, chống lại quy luật. Làm sao có thể vận dụng một cách vô thức? Em rất hay mắc lỗi trong giao tiếp. Ok, bạn Vũ Thị, rồi mắc lỗi trong giao tiếp. Khai phá tiềm thức, Đỗ Quang. Khai phá tiềm thức. Rồi, khai phá tiềm thức. Khai phá tiềm thức. Vận dụng NLP vô thức. Rồi, vận dụng NLP vô thức. Ok, rất là tốt. Em rất bị mất năng lượng khi bị cảm xúc tiêu cực, dễ mất năng lượng. Tuyệt vời, sẽ mất năng lượng khi bị người khác tác động. Ok, đúng rồi. Tiếp tục ạ, tôi vẫn tiếp tục. Một bạn nữa là công việc đội nhóm này, đội nhóm phát triển, rồi là công việc trì trệ, công việc bị trì trệ. Rồi tiếp tục các bạn. Vì em mong muốn đội nhóm hệ thống của em có sự tương tác phát triển, đội phải tương tác. Rồi làm thế nào? Vũ Thường, công việc của em chỉ trệ, em muốn làm điều gì đó khác với những điều em vẫn làm để ít nhất có chút gì đó. Em sống với mẹ, đẻ và con trai, em rất quan tâm đến mẹ con trai về mọi mặt cuộc sống tốt. Nhưng khi em trai nó học xong đi nước ngoài có thu nhập cao hơn thì tự nhiên cả hai thay đổi tính nết. Rồi ok, thay đổi tính nết, tôi sẽ xem tiếp chỗ này, nên là phải chuẩn bị đi thuê nhà khác. Rồi nâng cao khả năng hành động bất chấp sự nhộn nhạo bên trong. Mày Tiến, nâng cao bất chấp nhộn nhạo. Ok, rất hay bạn Tiến, bất chấp nhộn nhạo, mạnh mẽ hành động. Tuyệt vời, tôi có chất liệu đây rồi, rất là hay các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em hay bị mất năng lượng khi không đọc sách nữa. Huy Hoàng, mất năng lượng khi không đọc sách. Steven Khiêm, Trần Hải Dương, mất năng lượng khi không đọc sách. Rồi, và như vậy thì chúng ta đã có khá đủ lý do tại thời điểm này để chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau. Một điều là tôi chia sẻ các chị trên cái kênh YouTube của tôi, cái kênh mà các chị gõ chữ Nguyễn Xuân Hương, Nguyễn Xuân Hương, thì ở đó có hàng loạt những YouTube để công khai đã chỉ rõ ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề. Bạn Hoàng Thiệu, em đọc
em học hiểu về tiềm thức, mong muốn được làm thầy chia sẻ để áp dụng sử dụng tiềm thức của mình. Ok bạn Hoàng Thiệu, cảm ơn bạn. Tiềm thức, rất nhiều người quan tâm đến tiềm thức. Ok, em muốn giúp người khác thay đổi tư duy tích cực hơn. Lê Luyến, Lê Luyến muốn giúp người khác thay đổi tư duy tích cực. Đào Huyền, em dễ bị stress hay bận tâm với mọi người, dễ bị stress, dễ bị stress hay bận tâm. Khi người thân có vấn đề em rất mất năng lượng. Ok, tôi sẽ bắt đầu từ chỗ này các anh chị. Như đã chia sẻ cùng các anh chị chúng ta hôm nay với cái chủ đề là chúng ta bắt đầu gì? Bí mật của sự thay đổi. Bí mật của sự thay đổi để chúng ta thiết kế một cuộc sống như mong muốn, nó một cách đơn giản như vậy. Bởi vì ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng mình có một cuộc sống như mong muốn. Vậy trước hết chúng ta định nghĩa một cuộc sống như mong muốn là cuộc sống như thế nào? Đương nhiên, cái cao cấp nhất mà chúng ta mong muốn là gì? Một cuộc sống giàu có về vật chất. Giàu có về vật chất, một cuộc sống thoải mái về tinh thần. Đó. Giàu có về vật chất, thoải mái về tinh thần và gì? Rất là mạnh mẽ về sức khỏe. Ba cái thứ đấy thôi. Giàu có về vật chất, đúng không ạ? Thoải mái về tinh thần. Thoải mái về tinh thần thì bao gồm con người cá nhân ta là con người của cộng đồng, con người phải giao tiếp, con người có hạnh phúc, con người phải có cái kết nối xung quanh. Thì cái đấy là thoải mái về tinh thần. Vậy thì bất cứ một cái điều gì trong những yếu tố về thoải mái về tinh thần này, ví dụ như là mối quan hệ trong gia đình mà nó không vui vẻ thì nó cũng ảnh hưởng ngay đến tất cả các vấn đề khác. Hoặc là gia đình thì có vẻ ổn nhưng mà cái công việc ở ngoài kia mà không ổn, không tạo ra thu nhập tài chính, rồi sớm muộn thì nó cũng gây ra trục trặc trong gia đình. Thế rồi thì quan hệ với bạn bè, quan hệ với lại các đối tác bên ngoài, nếu mà nó không ổn thì sự nghiệp cũng không phát triển được. Thì đấy là một cái cuộc sống là thoải mái về tinh thần thì nó đạt được cái điều đó. Thế còn một cuộc sống dư dả về vật chất, thoải mái về vật chất là gì? Là chúng ta gì? Mỗi người chúng ta có một cái ham muốn, có một cái khao khát và có một cái sở thích cuộc sống khác nhau. Và như vậy nếu chúng ta đáp ứng thỏa mãn được, ví dụ ai đó có một nhà biệt thự mà mua được nhà biệt thự, ai đó có một cái ô tô nhưng mong muốn mua được cái ô tô như mong muốn, ai đó có một cái cửa hàng kinh doanh, một chuỗi cửa hàng kinh doanh, một cái công việc thu nhập cao là họ hài lòng, thì đấy là một cái cuộc sống vật chất nó đầy đủ như mong muốn. Rồi sức khỏe không bệnh tật. Sức khỏe không bệnh tật. Đó là một cuộc sống mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Và tất cả chúng ta đều đang hành động, đều đang hành động, đều đang tư duy, đều đang suy nghĩ để hướng đến việc đó. Thế nhưng các anh chị chúng ta thấy này, ở đây chúng ta đã chia sẻ với nhau là các anh chị này. Thứ nhất thì cuộc sống thì ngột ngạt này, cuộc sống trong gia đình ngột ngạt này. Rồi thì người thân thì thay tính đổi nết này. Thế rồi thì người thân xung quanh mà bị vấn đề gì đó thì khiến chúng ta mất năng lượng này. Rồi là mình muốn người khác thay đổi hay là mình hay bị tác động bởi cái tư duy tiêu cực hay là cái cảm xúc tiêu cực của người khác đến với mình này. Chỉ riêng nội trong vấn đề của gia đình mình thôi, các bạn đã thấy rằng rất nhiều điều mà đã tác động vào chúng ta, đã làm chúng ta suy sụp rồi. Chưa kể gì, công việc kinh doanh nó có đang thuận lợi không, nó có đang phát đạt không. Rồi là mối quan hệ ở ngoài kia, mình trở thành cái điều gì trong cái mối quan hệ đấy vậy? Họ nhìn mình như thế nào vậy? Nhìn mình là một người đầy uy tín, đầy cam kết hay nhìn mình là một người như thế nào vậy? Tất cả nó đều có cái thang tiêu chuẩn và đo lường hết, các anh chị chúng ta. Đều có thang tiêu chuẩn đo lường hết. Cho nên, điều đầu tiên tôi bật mí với các anh chị rằng, làm thế nào để thay đổi đây, các anh chị này? Đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ từ hiện trạng hiện tại nhé. Hiện trạng hiện tại có phải bây giờ chúng ta đang ngồi đây tương tác với nhau là để rất mong muốn rằng tìm ra một điều gì đó để cải thiện mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta không? Ví dụ như chúng ta hỏi rằng chúng ta không có tiền.
hay cái thu nhập của chúng ta nó chưa như mong muốn. Chúng ta có cái tình hình tài chính thậm chí là đang nguy cơ. Nào, bây giờ hãy quay trở lại chính mình nhé. Một là chúng ta đang có một cái công việc mà tạo ra cái thu nhập nó rất là eo hẹp. Một là như vậy đã. Công việc ổn định tạo ra thu nhập eo hẹp. Thế còn người mà bắt đầu mạnh mẽ hơn một chút, phát triển ra doanh nghiệp, phát triển ra mô hình kinh doanh thì có vẻ như là nguy cơ tài chính cứ đang trực chờ. Nguy cơ về suy giảm, thiếu hụt rồi là thua lỗ về tài chính đang trực chờ. Cạnh đó là những thứ mà chúng ta vừa vừa nói về cái mối quan hệ về con người, về tinh thần con người. Vậy đấy là cái kết quả của mỗi chúng ta hiện tại. Và chúng ta đồng ý với nhau một điều không ạ? Nếu chúng ta đã là người lập gia đình rồi, là chủ. À đây, tiếp tục ạ, tôi vừa bị gián đoạn, xin lỗi các bạn, gián đoạn một chút. Một người bạn của tôi bên Thái Lan điện về và định trao đổi về công việc một chút, nhưng thôi tôi đã bảo hoãn một lát livestream xong thì tôi sẽ nói chuyện lại với bạn đó. Đợi. Chúng ta đang nói đến cái đoạn là chúng ta đang bị mọi thứ nguy cơ trực chờ, đặc biệt là cái sự, nếu chúng ta là những người chủ gia đình, nếu chúng ta là những người chủ doanh nghiệp mà nguy cơ tài chính nó cứ thâm thủng trong nhiều năm qua thì vấn đề nặng nề rồi đây. Gia đình sẽ ngột ngạt. Gia đình sẽ rất ngột ngạt như là chúng ta nói ở trên đây. Phần lớn những mâu thuẫn trong gia đình, phần lớn nó xuất phát từ vấn đề ngột ngạt về tài chính, ngột ngạt về tài chính, sự thiếu hụt về tài chính, nó mới gây ra câu chuyện là gì, bức bối cả hai bên. Và bức bối cả hai bên thì cả hai bên đều muốn lao ra ngoài. Các bạn lưu ý đoạn này này, cả hai đều muốn lao ra ngoài để cải thiện về tài chính, nhưng lao ra ngoài thì lại làm thâm thủng hơn, làm thua lỗ hơn. Có đúng như vậy các anh chị? Vì sao vậy? Nào, chúng ta hãy từ từ nhé, cứ đặt câu hỏi rằng tất cả những cái điều đó vì sao vậy, vì sao vậy? Nào, ta đi tiếp đây. Đã. Vì thế này thôi, tất cả những cái điều gì nó gọi là những cái biến cố, những cái thua thiệt, những cái rủi ro, những cái mất mát, rồi những cái stress trong cuộc sống nó tác động vào mình, nó vì sao vậy, nó chỉ có một cái nguyên nhân thế này. Chúng ta bắt đầu đi từ từ, đó là ta không có năng lực, hay nói cách khác là ta chưa có năng lực để giải quyết những vấn đề đó. Hãy bắt đầu đi từ đó đã. Ta chưa có năng lực để giải quyết được vấn đề đó. Ví dụ như ta muốn có thu nhập cao, ta muốn có thu nhập để chi tiêu rộng rãi trong gia đình mình. Nhưng mà vì sao mãi chúng ta không tạo ra cái điều đó được? Bởi vì chúng ta chưa có cái năng lực để tạo ra mức thu nhập đó. Thứ hai, tại sao gia đình chúng ta lại bị ngột ngạt lâu như vậy? Càng ngày nó càng bất đồng một cách trầm trọng như vậy. Cũng lại bởi vì chúng ta chưa có năng lực để giải quyết được vấn đề mâu thuẫn đó. Chưa có năng lực để giải quyết vấn đề mâu thuẫn đó. Và cái hậu quả ở đây là gì? Cái hậu quả ở đây là nếu chúng ta kéo dài cái tình trạng không có năng lực này thì chúng ta ngày càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Sẽ ngày càng làm trầm trọng thêm vấn đề các anh chị ạ. Bởi vì không có năng lực mà chúng ta lại lao ra ngoài kinh doanh thì đấy là cái nguyên nhân khiến chúng ta lại thâm thủng tiếp, khiến chúng ta lại thất bại tiếp. Không có năng lực mà chúng ta lại ứng xử, tỏ thái độ, tỏ cảm xúc, rồi bày thể hiện ra cái ngôn ngữ để đối đáp lại, để chống đối lại hay để minh chứng lại, thì có phải không các bạn, càng làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn đó không? Bởi vì chúng ta chưa có năng lực giải quyết vấn đề, chưa có năng lực để hiểu thấu đáo vấn đề đấy từ đâu và giải quyết bằng cách nào thì êm đẹp. Và chúng ta bắt đầu giương vây giương cánh bằng những cái hiểu biết tự phát của mình, hòng hy vọng giải quyết nó, nhưng vấn đề lại trầm trọng hơn. Các anh chị có thấy là này, mỗi khi mà gia đình bất hòa rồi chúng ta cố gắng, hay là bất hòa với mức độ mà chúng ta khó chịu rồi thì ai đó bắt đầu mới mong muốn rằng là giảng hòa, thì có phải là vừa nói được dăm câu ba điều với nhau thì cả hai bên đã bắt đầu nổi khùng với nhau và bắt đầu đã trợn mắt rồi nói to rồi không? Rồi không nhìn mặt nhau không? Đấy. Chúng ta không có năng lực để giải quyết nó, nhưng mà chúng ta lại cố gắng giải quyết nó. Vậy thì chúng ta đang mang cái, chúng ta đã bị lâm vào cái điều sai, tạo ra một cái điều sai, tạo ra một cái bi kịch. Vô tình tạo ra một cái bi kịch. Sau đó, bằng cái hiểu biết tự phát của mình, chúng ta lại mang cái giải pháp sai, chữa vấn đề sai, mang giải pháp sai,
chữa vấn đề sai. Giải pháp đấy từ đâu ra vậy? Vẫn là từ bản thân mình thôi. Rồi nói về câu chuyện kinh doanh cũng vậy. Kinh doanh cũng vậy. Chúng ta mang giải pháp sai để thúc đẩy vấn đề sai. Ví dụ, chúng ta mang tiền ra để phát triển kinh doanh, mang tiền ra để phát triển đội nhóm, mang tiền ra để khoản đãi, mang tiền ra để thu hút. Vậy thì khi hết tiền thì sao? Khi hết tiền thì chẳng còn ai cả. Khi hết tiền chẳng còn ai cả. Và đấy là nguồn cơn của những thất bại. Đấy là những nguồn cơn của những stress. Đấy là nguồn cơn của cái mất lòng tin giữa người thân yêu xung quanh đối với cá nhân chúng ta. Đấy là nguồn cơn của chúng ta hậm hực với tất cả mọi thứ xung quanh. Bởi vì chúng ta thấy rằng là mọi thứ như là chống đối mình vậy. Mọi thứ như là không ủng hộ mình vậy. Rõ ràng ban đầu mình tính toán nó kỹ như vậy cơ mà. Cái bức tranh mình vẽ ra nó đẹp như vậy. Tại sao bây giờ nó lại ngược lại hoàn toàn vậy? Đấy là vấn đề của chúng ta. Vậy, chúng ta bắt đầu từ từ nhé. Đầu tiên là cái kết quả hiện tại chúng ta không như mong muốn. Mọi thứ nó cứ rối tung lên. Vậy nó đến từ đâu vậy? Nó bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta chưa có cái năng lực để giải quyết những vấn đề đó. Cho nên nó mới xảy ra cái kết quả nó chứ không mong muốn. Còn nếu như chúng ta có năng lực để giải quyết nó một cách hiệu quả thì nghĩa là cái kết quả nó phải xảy ra đúng như chúng ta mong muốn chứ. Tại sao nó lại sai được? Không thể sai được. Rồi, bây giờ tiếp tục ẩn dưới cái điều, ẩn dưới cái năng lực, tại sao cái năng lực của chúng ta không có, hay là cái năng lực của chúng ta cứ động vào vấn đề là sai vậy? Nó xuất phát từ đâu? Nó lại xuất phát từ bộ não, có phải không anh chị? Cái mà gì? Cái mà chỉ đạo cái năng lực của chúng ta là gì chỉ đạo vậy? Là bộ não của chúng ta. Chính là bộ não của chúng ta đang chỉ đạo mọi năng lực của chúng ta. Đó là chỉ đạo chúng ta giao tiếp với mọi người. Chỉ đạo chúng ta kết nối với mọi người. Làm quen với mọi người, làm quen với đối tác, làm quen với nhà đầu tư, làm quen với các mối quan hệ mới. Cái não của chúng ta chỉ đạo chúng ta giao tiếp với khách hàng của mình. Cái não của chúng ta chỉ đạo chúng ta giao tiếp với cấp trên của mình, cấp dưới của mình, bạn đồng nghiệp của mình, rồi tư vấn, rồi bán hàng, rồi đàm phán, rồi chốt sale. Tất cả nó đều từ trong bộ não của chúng ta. Nó chỉ đạo chúng ta làm mọi việc như vậy đấy. Và khi mọi việc bắt đầu được chỉ đạo ra như vậy thì nó tạo ra một kết quả, và kết quả đó nó không đúng như mong muốn của mình. Vậy thì cái gì tạo ra cái kết quả không đúng mong muốn? Có phải là chính bộ não của chúng ta không anh chị? Có phải là chính bộ não của chúng ta không? Vậy chúng ta trách ai đây? Thay vì là chúng ta trách người này đang mâu thuẫn với mình, trách người kia không tin tưởng mình, trách người kia đang không ủng hộ mình, trách người kia không cho mình vay tiền, trách người kia không làm cùng mình dự án này, nó rất hay, nó rất cơ hội mà không làm. Hãy trách bản thân mình. Vì sao người ta không tin mình? Vì sao người ta không làm việc với mình? Vì sao người ta không mua của mình? Vì sao những người thân yêu trong gia đình lại nhìn mình một cách bất tin tưởng như vậy? Nó có lý do của nó cái chị. Nó có lý do của nó hết. Và tự chúng ta đã tạo ra điều đó rồi. Tự chúng ta tạo ra điều đó chứ không phải ai khác đâu. Không phải là tự nhiên là họ khó tính. Không phải là người ngoài không hiểu biết đâu. Tự chúng ta đang tạo ra những cái điều đó mà chính chúng ta không nhận thức ra. Cho nên mới nói rằng gì? Cuộc sống này nó vô cùng dễ dàng. Nếu chúng ta hiểu được các cái quy luật, hiểu được các nguyên tắc và nguyên lý, và chúng ta vận hành theo nó. Nhưng phần lớn chúng ta là chống lại các quy luật. Chống lại quy luật các anh chị ạ. Chống lại quy luật, chống lại bản thân mình. Và chúng ta bắt đầu, vì chống lại, đi ngược quy luật, chúng ta mới tạo ra các kết quả. Và kết quả đấy, nó trở thành vấn đề, nó trở thành bi kịch. Và chúng ta cũng không nhận ra đấy là vấn đề, đấy là bi kịch. Mà chúng ta chỉ nhận ra rằng là, ồ, nó là một cái thứ gì đó mà mình phải sửa chữa. À, mang một cái tư duy rất tích cực là phải sửa chữa. Nhưng mà chúng ta đã không tìm đến những cái năng lực đúng, những kiến thức đúng để sửa chữa, mà chúng ta lại lấy những năng lực sai, năng lực thiếu để vá lấp vào sửa chữa nó, nên lại càng làm vấn đề nó bị trầm trọng hơn. Vậy cái thứ bên trong này là não bộ, nó đang tạo ra cái thứ bên ngoài. Và mọi thứ rối ren mà chúng ta chia sẻ với nhau ngay từ đầu ở đây mà tôi đã kịp nốt lại là thế này các chị. Nào thì không khí gia đình ngột ngạt, nào thì muốn thay đổi cái tư duy của mình cho nó tích cực hơn, nào thì muốn
thay đổi mình, đã đột phá ra khỏi cái vùng an toàn, nào thì muốn khai phá cái tiềm thức nhận thức của mình để làm sao có sức mạnh bên trong mình, nào thì vận dụng tiềm thức để thành NLP trở thành vô thức, nào thì mình dễ mất năng lượng khi mà bị người thân trong gia đình tác động vào mình, nào thì muốn đội nhóm phát triển, muốn đội nhóm tương tác với nhau tốt hơn, nó không rời rạc, nó không mất đoàn kết, rồi nó không èo uột mất năng lượng như hiện nay, rồi là nào muốn cái công việc nó không bị trì trệ nữa, rồi muốn làm việc khác cái việc đang làm để tạo ra một kết quả, để mong muốn rằng có thể chăm sóc được bố mẹ, báo hiếu được bố mẹ, rồi muốn mọi người gia đình thay đổi theo, rồi muốn gì nữa, muốn vượt qua những cái nhộn nhạo trong cơ thể mình để hành động một cách mạnh mẽ, rồi là muốn không muốn bị mất năng lượng khi mà không đọc sách, rồi là muốn giúp mọi người thay đổi, tất cả cái muốn 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 các anh chị. Nào chúng ta hãy hỏi nhau này, chúng ta hãy hỏi nhau câu này này, im lặng, chúng ta đừng nghĩ điều gì nữa các anh chị này, hãy hỏi nhau câu này này, điều gì đang ngăn cản, điều gì đang ngăn cản các anh chị chúng ta vậy? Cái thứ mà tất cả anh chị chúng ta đang nói là muốn này này, vậy thì điều gì nó đang ngăn cản các anh chị vậy? Hãy liệt kê ra nào, liệt kê ra điều gì vậy, cái hãy nghĩ kỹ nào, có điều gì không, trời có đang bão không, trời có đang nắng quá không, trời có đang rét quá không, hay là ngoài đường là giao thông không có không, hay là điện bị mất không, hay là người khác không ủng hộ bạn không, nào cái điều gì đang ngăn cản vậy, hay là chính tư duy của chúng ta, chính suy nghĩ của chúng ta đang ngăn cản chúng ta. Ví dụ tôi nói này, có người nói rằng là gì, em muốn khai phá tiềm thức, khai phá tiềm thức, trời ơi thế cái tiềm thức nó đang ở đâu vậy bạn, nó đang ở chính trong con người bạn rồi, nó giống như là tôi nghe một câu chuyện ngụ ngôn nào đó, một con gì nhỉ, một con vật có đuôi đi, có thể là con mèo, có thể là con sư tử, có thể là con chó, có thể là con khỉ hay gì đấy, thì con khỉ đi chẳng hạn, con khỉ con hỏi con khỉ mẹ rằng mẹ ơi thế hạnh phúc ở đâu, con phải tìm hạnh phúc ở đâu, ở cái đuôi con ấy, con tìm hạnh phúc ở cái đuôi của con ấy. Thế là và con khỉ này bắt đầu từ đó trở đi, nó cứ chạy vòng 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 để nó đuổi theo cái đuôi của nó. Vậy thì cái chị, thế cái đuôi đấy nó nằm trên người của cơ thể của nó rồi mà, tại sao nó lại cứ đi đuổi cái đuôi mãi vậy? Giống như anh chị chúng ta nói rằng là tôi phải khai phá được sức mạnh tiềm thức, nó chính trong anh chị chúng ta rồi, chỉ có điều là chúng ta chưa hiểu được về nó, thì chúng ta đi tìm nó, giống như là cái con khỉ hay là con sư tử hay là con mèo con chó cái đang đi tìm cái đuôi mình, đang đi đuổi cái đuôi mình vậy. Rồi nữa, có một bạn nữa nói rằng là em muốn ra khỏi cái vùng an toàn, vậy thì ai đang ngăn cản bạn vậy, ai đang ngăn cản bạn ra khỏi vùng an toàn vậy? Có phải là chính tư duy của bạn không? Và tôi chia sẻ cái điều này, tôi chia sẻ với các bạn, nói ra rằng là muốn khai phá tiềm thức, rồi muốn vận dụng NLP một cách vô thức, rồi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, rồi muốn hành động mà không bị nhộn nhạo bất chấp sợ hãi, nó đều xảy ra trong bên trong chúng ta hết, nó đều xảy ra bên trong chúng ta hết, và nó nguyên lý quy luật nó chỉ yêu cầu có mỗi một hai chữ thôi, hành động. Muốn điều gì hãy hành động, hãy hành động. Nhưng mà khi hành động thì tôi đồng ý với các anh chị chúng ta rằng là chúng ta có một cái thứ gì đó nó dọa chúng ta ghê gớm, nó dọa chúng ta ghê gớm, nhưng cũng bật mí các anh chị rằng cái thứ dọa ghê gớm đấy nó không có thật, thứ dọa ghê gớm đấy nó không có thật, nó không có thật. Và bởi vì chúng ta đã không đi đến tận cùng để hiểu nó có thật hay không có thật, nên chúng ta đã tin vào nó và để nó hù dọa mình, để nó hù dọa mình. Nhưng mà thực ra là nỗi sợ đó,
nó chỉ là một cái trải nghiệm vô cùng giá trị cho cuộc đời chúng ta mà thôi. Nỗi sợ trong cuộc đời chúng ta là những cái trải nghiệm vô cùng giá trị. Mỗi một thứ trải nghiệm nó gây cho chúng ta thất bại, nó gây cho chúng ta hổ thẹn, nó gây cho chúng ta mất mặt, nó gây cho chúng ta tốn tiền, nó gây cho chúng ta tốn thời gian, nó gây cho chúng ta tốn sức lực, nó gây cho chúng ta mất uy tín. Thì tất cả những cái điều đó nó đến là vì chúng ta, nó đến là cho chúng ta. Có phải là nhờ cái đó, nhờ tất cả những sự vụ sự kiện đó đến với mình thì chúng ta mới bắt đầu hiểu không? Mới bắt đầu hiểu không ạ? Chứ còn nếu chúng ta mà không hiểu được thì làm sao chúng ta có thể cảm nhận được nó, có thể biết được nó? Nào, ví dụ thế này nhé, trực quan này. Ví dụ như là bạn chưa từng được ăn quả táo bao giờ. Bạn chưa từng được ăn quả táo bao giờ. Và tôi tả với bạn rằng, ôi quả táo ngon, ngon vô cùng, nó rất là thơm. Rồi khi cắn vào nó có cái vị ngọt, rồi hơi chan chát nhẹ nhẹ, và nó ngọt lịm, nó rất là thơm. Thế và ăn vào nó rất khỏe người. Bạn chưa từng ăn quả táo bao giờ, nhưng mà rất lâu rồi, thậm chí cả đời bạn chẳng ăn táo bao giờ, nhưng cứ nghe người ta kể như vậy thì bạn có cảm nhận được cái điều đó không? Bạn có biết được cái điều đó, cái vị nó là thế nào, thơm là thơm gì không? Rồi cảm nhận là cảm nhận cái vị nó như thế nào không? Không. Nhưng nhờ bạn có trải nghiệm, bạn mới biết trái táo là gì. Rồi sau đó bạn mới biết là chọn trái táo nào phù hợp với cái nhu cầu của mình, cái sở thích của mình. Vậy thì ngoài kia, công việc, cuộc sống, mối quan hệ cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta đều phải nếm trải nó. Và trong nếm trải thì có lúc chúng ta gặp may, có lúc chúng ta lại không gặp may. Có lúc thành công nhưng có lúc lại thất bại tạm thời. Có lúc gặp điều vui vẻ nhưng có lúc lại gặp những điều tiêu cực. Thì xin các bạn, đó mới là cuộc sống. Đó mới là cuộc sống. Giống như là có đêm và có ngày vậy. Nào, giống như là có đêm và có ngày vậy. Giống như cái màu là có đen và có trắng vậy. Giống như là các cái dây rồi cuộn gì là có cong và có thẳng vậy. Hay là như con người chúng ta cũng phải có nam và có nữ vậy. Những con vật thì phải có con cái, con đực vậy. Nó phải có hai thứ đó. Hay là như trong tế bào chúng ta cũng phải có âm và dương. Cuộc sống này luôn luôn là hai mặt các anh chị. Tại sao chúng ta lại chối bỏ một mặt? Chúng ta chối bỏ một mặt thì làm sao mà chúng ta hoàn thiện được? Cuộc sống này làm sao mà vui vẻ được? Không bao giờ chối bỏ. Và nếu bạn Phan Minh Ngọc, nào các bạn từ từ đã, hãy khoan đi vào những vấn đề chi tiết, các bạn nghe những vấn đề chung nhất này đã, rồi các bạn bắt đầu mới hiểu ra vấn đề. Ví dụ như bạn Phan Minh Ngọc hỏi đây là gì? Em xin hỏi chút là nếu người thân mình có vấn đề lớn thì mình nên chìm sâu vào vấn đề của họ không? Ừ. Thế thì bây giờ tôi nói luôn với bạn Phan Minh Ngọc này. Giả sử là kể cả người thân của mình nữa. Thế này, giả sử có một cái việc này đi. Ừ. Có hai vợ chồng nhà kia sinh ra hai đứa nhỏ 5 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Thế rồi thì trong một cái cuộc tai nạn không may nào đó thì có vẻ như là người đàn ông trong gia đình, người chồng chẳng hạn, không biết bơi nên từ bắt đầu là có vẻ như chết đuối, có vẻ như sắp chết đuối, và người vợ thì cũng không biết bơi, mà bây giờ có hai đứa con ở đây phải nuôi. Thế thì theo bạn, người vợ này có nên nhảy xuống để chết cùng chồng để lại hai đứa con không? Bạn Phan Minh Ngọc hỏi tôi một câu rằng, xin hỏi chút là nếu người thân của mình có vấn đề lớn thì mình có nên chìm sâu vào không? Không bao giờ được chìm sâu vào đây. Và nhiệm vụ của bạn là đi thay đổi mình thì sẽ thay đổi được người thân của mình. Cuộc sống này như vừa rồi tôi chia sẻ các bạn gì? Luôn luôn nó có hai mặt của một vấn đề. Nếu như cuộc sống này có những sai lầm, nếu cuộc sống này bên kia là những sai lầm, bên kia là những rối ren, thì bên này là những người đã từng vượt qua rồi, họ chỉ cho ta tất cả những cái cách thức để chúng ta hành động đúng để vượt qua nó. Nào, ví dụ như bạn Phan Minh Ngọc tôi vừa nói bạn, người ta nói rằng
Để thay đổi người khác, trước hết mình phải thay đổi bản thân mình. Thế rồi nhiều người nói rằng là nhưng em thay đổi rồi, em tích cực rồi, nhưng mà người thân xung quanh em không thay đổi. Thế thì câu trả lời cho các bạn đây, bạn thay đổi chưa đủ. Bạn thay đổi chưa đủ. Bạn chưa vĩ đại. Bạn chưa xuất chúng. Cho nên người gia đình bạn vẫn nhìn bạn như một cái thứ quen quen, nó vẫn cứ thế thôi, tưởng thế nào trông vẫn thế. Chỉ được cái võ mồm chẳng hạn thế. Bạn phải tạo ra cái kết quả, mà kết quả đó cho dù những người thân yêu xung quanh bạn họ chưa thừa nhận, thì bạn mang cái kết quả đó ra ngoài kia kiến tạo với người ngoài. Rồi khi người ngoài thừa nhận cái điều đó, tôn vinh cái điều đó, thế sau đó thì người gia đình bạn bắt đầu mới bị người ngoài truyền thông nhiều quá, xong cuối cùng mới phải quay lại thay đổi tư duy. Bởi vì cứ chớm nói với người nào rằng là người bên cạnh ông là tuyệt vời lắm đấy, giỏi lắm đấy. Thế bảo là ô, tôi nhìn thấy mà bình thường ấy, mà có ông bình thường ấy, ông mới là bình thường ấy. Thế thì gặp ai cũng bị như vậy thì người ta sẽ thay đổi quan điểm của họ. Đấy, muốn thay đổi người khác thì phải thay đổi. Các bạn ạ, trong các video của tôi ở trên cái kênh Nguyễn Xuân Hương giải thích rất chi tiết, đặc biệt là gì, có một cái video gọi là làm sao để hiểu mình. Làm sao để hiểu mình, các chị xem cái video đó đi ạ. Các chị sẽ hiểu ngay rằng là mỗi chúng ta sinh ra từ đâu, nó có các cái giai đoạn từ 0 đến 7 tuổi, tất cả chúng ta đều bị đóng dấu cái năng lượng, cái vùng quê đó, cái môi trường đó, cái cá tính đó, cái nề nếp sống của gia đình mình, rồi của cái vùng miền dân cư mình sống. Ví dụ như là ba cái vùng miền của ta thì chúng ta có gì, có Nam Bộ, miền Nam đấy, rồi ta có miền Trung, rồi ta có miền Bắc. Vậy thì đơn giản, các chị chúng ta có thấy rằng chúng ta sinh ra ở đâu thì chúng ta nói cái thứ tiếng ở vùng đó không? Đấy, cái đơn giản như thế thôi. Chúng ta sinh ra ở đâu thì chúng ta có cái nói tiếng vùng miền đó, thì chúng ta có cái cách ứng xử ở vùng miền đó. Ví dụ, ở Sài Gòn thì họ nhậu tối ngày, họ có thể nhậu từ ngày này sang ngày khác không sao cả. Nhưng ở miền Bắc thì chỉ nhậu đến độ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng là mệt lắm rồi, là về rồi. Đấy, nói tiếng khác nhau, cái cách ứng xử trong nếp sống khác nhau, thì đấy là cái vùng miền rộng lớn. Thế còn bây giờ chúng ta đi sâu vào từng gia đình, các anh chị nào, có phải mỗi chúng ta xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp nhóm khác nhau không? Có những người thì xuất thân trong gia đình nhà nông dân, có những người thì xuất thân trong gia đình nhà công nhân, có những người thì xuất thân trong gia đình nhà buôn bán, có những gia đình thì xuất thân trong gia đình nhà quan chức. Vậy thì mỗi nhóm gia đình đó, mỗi kiểu loại gia đình đó thì lại có một cái điều kiện kinh tế khác nhau. Cho những đứa trẻ đi học ở những điều kiện khác nhau. Rồi ở mỗi gia đình đó thì bố mẹ lại có cái sự hiểu biết khác nhau về nuôi dạy con người, về tương tác giao tiếp với con người. Và nếu ở những gia đình mà bố mẹ không hiểu gì về phát triển con người và tương tác với con người, thấy tài chính kinh tế có vẻ thiếu thốn, một cái là hầm hè cãi nhau, chỉ trích rồi bất đồng rồi bạo hành, thì cái đứa trẻ sinh ra trong gia đình đó nó sẽ bị ngấm hoàn toàn cái năng lượng đó, các anh chị. Và trong người nó bị nhộn nhạo rối bời những cái thứ, không hiểu cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là vui, cái gì là buồn. Và các anh chị hãy nhìn những đứa trẻ trong những gia đình đó mà xem. Thế và đứa trẻ đó nó mang những cái tổn thương nặng nề ghê gớm như vậy và bắt đầu nó lớn lên. Và lớn lên nó không bao giờ quên được những cái điều đó đâu các anh chị. Vì các anh chị chưa đi sâu vào khoa học phát triển bản thân, đặc biệt là khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Tôi cứ tha thiết để các anh chị học đi các anh chị. Chỉ cần chương trình NLP online của tôi thôi các anh chị. Chương trình NLP online của tôi thôi đã phát hành rồi. Với cái mức đầu tư học phí nó chỉ 2.300.000 đồng. Mà các anh chị hiểu biết mọi thứ và có đầy đủ công cụ để giải quyết mọi thứ, tại sao không dám các anh chị? Trong khi các anh chị dám bỏ ra hàng chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để ra kinh doanh rồi mất sạch bách không còn gì thì rất hào hứng. Trong khi chỉ bỏ 2.300.000 đồng để hiểu mình, để hiểu được tất cả người khác, vì sao họ lại như vậy, tại sao mình lại như vậy, cả cách nào để hóa giải mọi vấn đề, cách nào để thiết kế công cụ chiến lược kinh doanh nó đầy đủ, nó rõ ràng, chỉ từng ly từng tí cho các anh chị chúng ta, thì không ai. Rất ít. Vì sao vậy các anh chị? Và chúng ta bắt đầu chỉ
thì chỉ rất là hào hứng trong việc là than thở, chỉ rất là hào hứng trong việc đổ lỗi, chỉ rất là hào hứng trong việc là tôi làm thế nào, tôi làm thế nào. Và bây giờ tôi đang chỉ cho anh chị cái cách làm như vậy đi. Hãy bắt đầu từ bằng khóa học NLP online của tôi thôi. Và nhân đây rằng những anh chị nào mà những bạn nào mà đang học chương trình đó rồi, các chị có thể comment giúp tôi lên đây rằng chương trình đó giúp anh chị chúng ta điều gì. Hãy comment giúp tôi điều đó lên đây để những người nào chưa từng học về phát triển bản thân thì hãy đọc được những điều đó. Và gì, những anh chị nào mà thấy những học viên của tôi mà comment về điều đó thì hãy kết nối trực tiếp với họ đi, xem thực hư trong chương trình NLP Online đấy có cái gì, học được cái gì, giải quyết được vấn đề gì. Thế thì các anh chị sẽ tuyệt vời vô cùng, anh chị sang trang ngay lập tức, cuộc sống anh chị ngay từ tuần, chỉ một tuần thôi, sang trang ngay lập tức, anh chị sang trang ngay lập tức. Bởi vì anh chị bỗng nhận ra mình, bỗng nhận ra mình và hiểu được người khác, và bắt đầu biết mọi cái công cụ kỹ thuật để bắt đầu phát triển bản thân mình, để bắt đầu thay đổi bản thân mình. Các chị này, những điều gì thật cụ thể thì các anh chị chúng ta sẽ tra vào cái trang Nguyễn Xuân Hương trên YouTube. Các anh chị sẽ tìm hiểu rất nhiều thứ ở đấy, kể cả quan hệ giữa con cái và bố mẹ bị mâu thuẫn thì cũng khiến công danh sự nghiệp và toàn bộ cái sự nghiệp cuộc đời như thế nào. Kể cả vấn đề là hai vợ chồng mà mâu thuẫn thì khiến cuộc sống của mỗi cá nhân như thế nào. Rồi, tôi chưa nói đến vấn đề là khi sinh con cái đứa con đấy bắt đầu từ trong bụng mẹ đến khi ra đời nó như thế nào. Và nếu chúng ta sai lầm ngay từ đó thì chúng ta chính là người chịu hậu quả đấy anh chị ạ. Tôi sẽ chia sẻ một cái livestream trong cái vấn đề là sinh con, bắt đầu từ khi mang thai đứa con rồi bắt đầu sinh ra nó từ trong bụng nó ra ngoài. Nó từ trong bụng nó ra ngoài nó cũng sợ hãi như là các anh chị sợ hãi làm cái việc gì vậy anh chị. Đó là điều bình thường của cuộc sống này. Và chỉ khi đi sâu vào khoa học phát triển bản thân, rồi khoa học phát triển con người, rồi khoa học tâm linh, khoa học năng lượng thì các chị bắt đầu mới thấy rằng ồ, hóa ra cuộc sống này nó đều có cách thức, nó đều có quy luật, nó đều có nguyên lý. Mà chúng ta thì các anh chị lưu ý tôi điều này này. Nếu chúng ta ngồi mà đang tương tác với nhau thế này mà chưa có một cái công việc nó như mong muốn, công việc nó chưa thành công, một cái cuộc sống gia đình nó chưa hạnh phúc, một cái tinh thần thể trạng nó chưa thoải mái thì nghĩa là các anh chị chúng ta đang chống lại hạnh phúc, đang chống lại thành công của chính mình. Các anh chị đang chống lại đấy, chống lại cực kỳ quyết liệt đấy. Nhưng mà không nhận ra điều đó. Các anh chị đang chống lại cực kỳ quyết liệt. Để tôi giải thích điều này. Nào, vì sao lại nói rằng là hầu hết con người chúng ta chống lại thành công và chống lại hạnh phúc của mình? Bởi vì thế này này. Như trên nói này, để chúng ta tạo ra một kết quả như mong muốn thì chúng ta phải có năng lực để tạo ra kết quả như mong muốn. Chúng ta phải có năng lực để tạo ra kết quả mong muốn. Và năng lực đó nó đến từ đâu? Nó đến từ sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta phải hiểu biết thì chúng ta mới có năng lực. Vậy thì cái hiểu biết đến từ đâu? Hiểu biết đấy là trong bộ não của chúng ta. Hiểu biết đấy chính là trong bộ não này. Hiểu biết đấy là trong bộ não của chúng ta. Và nếu như trong bộ não của anh chị đã đầy đủ các giải pháp rồi thì cái câu chuyện là thể hiện ra ngoài kia, nào thì kết nối, nào thì huấn luyện, nào thì giao tiếp, nào thì bán hàng, nào thì đàm phán, nào thì thương thuyết, nó phải xảy ra kết quả đúng như mong muốn thì chứ. Nếu như bên trong các chị đã có toàn bộ những cái năng lực để giải quyết vấn đề đó, năng lực tạo ra hiệu quả đúng như mong muốn rồi, nhưng vì các chị chúng ta chưa có, vậy thì chưa có thì phải làm gì để cho nó có? Phải học. Vậy thì học cái gì? Học cái thứ mà tôi đang chia sẻ cả trái tim với các chị đây này, chương trình NLP Online. Nào, các chị nào muốn, các chị nói là tôi muốn học online để ngày mai thì hệ thống các bạn của tôi sẽ kết nối ngay với bạn để gửi các bạn thông tin ngay lập tức. 2 triệu 300 nghìn đồng là cái chị hiểu biết mọi thứ. Và tôi cam kết với anh chị là các chị sẽ chỉ với cái mức đầu tư bé chút xít như vậy, các chị hiểu mọi thứ và các chị bắt đầu biết nhìn ra mọi vấn đề và giải quyết được mọi vấn đề của mình. Các chị sửa sai được toàn bộ những gì mà các chị từ trước đến nay tạo ra sai lầm. Và các chị bắt đầu hiểu được. Rất nhiều anh chị trong chương trình online của tôi sau đó khi bắt đầu biết được rồi cái và xin quay trở lại đăng ký học trực tiếp ngay lập tức. Vì sao vậy? Bởi vì họ thấy rằng là phải sở hữu ngay lập tức,
để biến nó trở thành cái năng lực thực sự của mình, để bắt đầu ứng dụng nó vào công việc, ứng dụng nó vào cuộc sống gia đình, ứng dụng nó vào sự hiểu biết người khác và hiểu biết chính mình. Rất nhiều người trong chúng ta đang chống lại gì? Chống lại thành công của mình, chống lại hạnh phúc của mình bằng cách nào vậy? Bằng cách không học những cái thứ đúng. Đồng ý là chúng ta cũng đã đi học rất nhiều. Nhưng nếu đi học nhiều rồi mà chưa giải quyết được vấn đề, có nghĩa là chúng ta vẫn phải học tiếp. Các chị ạ, vẫn phải học tiếp. Cho đến khi tìm được thứ đúng. Tìm được đúng rồi. Tìm được thứ đúng rồi. Rồi chúng ta phải luyện nó trở thành vô thức. Nghĩa là sao? Luyện nó trở thành gì? Tất cả các cái nguyên lý, tất cả cái kỹ năng đó, nó trở thành cái tư duy của mình, nó trở thành suy nghĩ của mình. Và tất cả những cái ngôn ngữ kiểu mẫu đấy, nó trở thành ngôn ngữ của mình, chứ không phải là cái tư duy tự phát, cái ngôn ngữ tự phát hay tất cả những cái gì tự phát. Chúng ta học được thì chúng ta phải biến nó trở thành cái năng lực bản thân. Chứ không phải chúng ta học được rồi chúng ta lại để sang bên kia, để vẫn lấy cái năng lực của mình để ra như cũ, để ứng xử với công việc, với cuộc sống. Rồi đôi khi chợt nhớ ra bảo cái này mình học rồi mình đưa vào. Thế là sai rồi. Thế thì không tài nào mà các anh chị chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống mình đâu. Trong chương trình NLP Online tôi đã chia sẻ các anh chị rằng chúng ta có bốn cái cấp độ học tập. Cái cấp độ thứ nhất là, tôi nói thật chậm các anh chị này, cấp độ thứ nhất là chúng ta không biết một cách vô thức. Ví dụ đây này, ví dụ như là nhiều người trong chúng ta đang xem live stream này và các anh chị thấy rằng là tại sao cuộc đời tôi rối ren như vậy, thì tức là nó có những cái kỹ năng để xử lý vấn đề này, nhưng các anh chị chúng ta đã không biết nó. Thì lúc này nó gọi là không biết một cách vô thức. Và hôm nay thì tôi đang chia sẻ các anh chị cái điều là nó có cái loại kiến thức đó. Đó là NLP mà chương trình đấy tôi đưa vào online để cho nó rẻ, để cho anh chị mọi vùng miền không có thời gian, không đi lại được thì có thể tiếp cận được. Nó có cái đó rồi. Chắc chắn tôi cam kết chị là có cái đó và giải quyết được. Tôi cam kết bằng danh dự mình trên Facebook. Nếu không được anh chị lên comment vào đây và là cái thứ đó là chém gió, nói không đúng. Các anh chị comment thoải mái lên đây giúp tôi vậy. Rồi, thế thì khi tôi nói với anh chị về cái điều là có một cái thứ gọi là NLP có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống con người chúng ta, thì các anh chị bắt đầu, ồ thế là có à? Thì lúc này nó gọi là cấp độ 2, nó gọi là gì? Không biết một cách có ý thức. Cấp độ 1 là gì? Không biết một cách vô thức, nghĩa là trong ta chưa từng nghe về điều đó bao giờ. Nhưng cấp độ 2 là cấp độ gì? Các bạn biết là có, nhưng các bạn chưa được học thì gọi là không biết, nhưng mà một cách có ý thức rằng trên đời này có điều đó. Và đến cấp độ 3 là cấp độ anh chị chúng ta bắt đầu được học nó, biết nó. Hóa ra đây là thứ công thức đây, đây là thứ nguyên lý đây, đây là thứ công cụ đây, đây là cái thứ tạo ra hiệu quả đây. Tức là anh chị lúc này ở cấp độ 3 là cấp độ gì? Biết một cách có ý thức. Cấp độ 3 này gọi là biết một cách có ý thức. Có bạn vừa hỏi là bao giờ có lịch học anh ạ? Thế này này, chương trình NLP Online là toàn bộ giáo trình nguyên chủng của cả cái khóa huấn luyện trực tiếp của tôi. Tôi đưa nguyên si quay trở thành video, tôi đưa nguyên si lên trên trang web NLP Online rồi. Và nó là những cái module của video module. Các bạn học cái điều đó. Thế sau đó, mỗi một tuần như buổi tối hôm nay, tôi dành ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn các bạn cái cách ứng dụng từng mô đun nó vào cuộc sống, kinh doanh, rồi mối quan hệ, rồi phát triển bản thân, rồi tự tin như thế nào, rồi giải quyết mối quan hệ ra sao. Mỗi tuần 2 đến 3 tiếng để trả lời tất cả vấn đề gì các học viên học ở đó mà chưa lĩnh hội sâu hay muốn làm rõ thêm, thì tôi trả lời các bạn điều đó. Thì đấy là cái cách tôi huấn luyện. Rồi sau đó thì sao nữa? Bởi vì trong chương trình đó, nó có những cái bộ coaching nó rất là mạnh. Coaching để giải quyết vấn đề. Thì tôi e rằng là xem online thì các chị sẽ chưa lĩnh hội được những cái kỹ thuật và những cái năng lượng trong đó. Thì sau 3 tháng thì tôi lại tập hợp tất cả anh chị em chúng ta học NLP Online tại một sự kiện free. Tôi sẽ tổ chức sự kiện free đó để mời các chị đến để tôi biểu diễn 4 cái công cụ coaching xử lý vấn đề đó. Để các chị chúng ta nhìn thấy nó, các chị đã được học rồi, các chị nhìn nó và các chị biểu diễn, các chị thực hành tại đó để sở hữu. Thì đấy là cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn về NLP để các bạn sử dụng, để ứng dụng vào tạo ra hiệu quả công việc của sống của mình. Chúng ta đang nói đến cái phần nào? Chúng ta đang nói cái phần là
Hôm nay chúng ta nói đến phần là làm thế nào để thay đổi. Vậy thì chỉ duy nhất thế này thôi các chị. Chúng ta nói với nhau từ đầu đến nay là tất cả mọi thứ, cuộc đời chúng ta, kết quả của chúng ta nó xuất phát từ bộ não. Vậy thì từ trước đến nay bộ não này đang chỉ đạo mọi thứ chưa tạo ra kết quả. Nghĩa là bộ não này đang chỉ đạo có cái điều gì đó nó chưa đúng. Nó chưa đúng nhá. Chứ còn bộ não này nó đã có đầy đủ các nguyên liệu rồi. Đầy đủ các nguyên liệu để chúng ta giúp chúng ta thành công rồi. Ví dụ những trải nghiệm cuộc sống, những trải nghiệm thất bại tạm thời trong chúng ta kinh doanh, những trải nghiệm ta kinh qua việc này việc kia, việc này việc kia, những trải nghiệm chúng ta gặp người này người kia trong những câu chuyện, thì tất cả những điều đó nó đang ở trong đầu chúng ta rồi. Bây giờ các chị chúng ta cần sắp xếp lại mà thôi. Cần được sắp xếp lại cho đúng. Đấy. Sắp xếp lại cho đúng, thế là mọi thứ nó trở thành nguồn lực. Còn nếu chúng ta không biết sắp xếp lại cho đúng thì nó trở thành cái lực cản. Nó trở thành lực cản. Ví dụ như là bạn Tiến của tôi trong này vừa nói rằng là làm thế nào để em không bị nhộn nhạo khi hành động một cái điều gì đó nó có thể thách thức. À, xin chia sẻ các anh chị thế này. Cái sự nhộn nhạo trong cơ thể chúng ta đó là một điều cần thiết và một điều bình thường trong cuộc sống. Cái đấy nó gọi là sự sốc lại các cái kết cấu lượng tử, các cái kết cấu nguyên tử trong cơ thể chúng ta. Con người chúng ta phải chịu những cú sốc như vậy. Con người chúng ta phải đối mặt với cái thứ mà tưởng chừng như quá sức như vậy. Rồi trong cái đối mặt như vậy, chúng ta nỗ lực tìm cách để vượt qua. Thì các bạn có thấy không? Trong cái lúc mà ta giải quyết những sự vụ công việc nó khó khăn thách thức như vậy, các anh chị thấy rất là nhộn nhạo, rất là băn khoăn, rất là bối rối, rất là sợ hãi không? Lúc đấy các cái kết cấu vật chất, kết cấu lượng tử trong anh chị chúng ta đang tìm nhau. Tìm nhau đấy, nó đang tìm nhau. Và nó sắp xếp chưa đúng thì các anh chị chưa giải quyết được vấn đề. Sắp xếp chưa đúng thì anh chị chúng ta thấy nhộn nhạo sợ hãi trong người. Nhưng hãy phải tiếp tục quá trình đó, tiếp tục, tiếp tục. Và cho đến khi mà mọi cái kết cấu nó đúng, cái năng lượng đó kết cấu đúng thì nó bắt đầu được dẫn truyền năng lượng của vũ trụ. Và cái giải pháp nó sẽ ùa đến. Nào các anh chị sẽ nghiệm này. Có phải từ trước nay chúng ta đã từng trải nghiệm ra cái điều gì đó ta băn khoăn, rồi đến một lúc nào đó ta chợt òa ra mà à đây rồi, làm được rồi, tốt rồi. Rồi có phải lúc nào đó các anh chị đã thấy rằng là ta phải hoàn thành cái việc này nhưng nó quá sức quá nhưng mà phải hoàn thành. Rồi các anh chị mải mê với nó, dồn hết tâm sức cho nó, rồi đến một thời điểm nào đó anh chị may quá, hoàn thành rồi. Các anh chị có thấy cái điều kỳ diệu đấy trong cuộc sống không? Nhưng rất nhiều người lại không để ý. Cho nên ở phần giữa tôi chia sẻ các chị gì, nếu như cuộc sống này ở bên kia là hàng loạt những thách thức, hàng loạt những rối ren, hàng loạt những cái rắc rối, thì ở bên này là những người thành công, người ta đã chỉ cho chúng ta cái cách thức làm thế nào để dễ dàng giải quyết mọi cái rắc rối bên này rồi. Chúng ta có học hay không mà thôi, hay là chúng ta vẫn dựa vào cái năng lực tự phát, cái tư duy tự phát, cái suy nghĩ tự phát của mình, cái kiến thức tự phát của mình để chúng ta ứng xử với nó. Và nếu những cái năng lực đó của bạn mà đang tạo ra một cuộc sống thành công hạnh phúc, chúc mừng bạn rồi, bởi vì bạn duy trì điều đó đi, nó đang đúng. Hãy tiếp tục và học hỏi nữa để nó đúng hơn nữa, để hiệu quả hơn nữa. Còn nhiều năm qua rồi nó cứ vẫn càng ngày nó càng tệ hơn thì đã đến lúc cần phải nhìn lại cái tư duy của mình. Có cái gì đó nó chưa đúng. Cần phải thay đổi lại thôi. Mà cái khoa học duy nhất để giúp chúng ta thay đổi được tận gốc rễ, thay đổi được tận gốc rễ và buông bỏ, dỡ bỏ được mọi thứ nó đang kìm hãm bản thân mình, đó là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Tại sao lại là NLP? Có ba cái chữ đấy thì các bạn đã biết ngay rồi. Chữ N đầu tiên là neural, tức là thần kinh tư duy, thần kinh tư duy. Neural. Cái chữ L là NLP, L tức là L ở giữa là logic, ngôn ngữ. Có phải tư duy chúng ta có cái gì? Toàn bộ trải nghiệm chúng ta có cái gì đây thì chúng ta mới dùng ngôn ngữ để tương tác với nhau không? Thế vậy thì trong não, trong đầu chúng ta có gì thì chúng ta bật ra thành ngôn ngữ để tương tác. Có những năng lực gì thì bật ra tương tác. Đấy là cấu phần thứ hai. Yếu tố thứ hai là ngôn ngữ. Yếu tố thứ ba là chữ P đấy, NLP mà, chữ P cuối cùng là programming, tức là cái chương trình. Vậy thì các chị thấy này, mỗi người nó có một chương trình giao tiếp khác nhau. Mỗi người có một chương trình giao tiếp khác nhau. Bởi vì thế mới có người là chốt sale rất dễ dàng, nhưng có những người thì như là lúng túng như ngậm một thị trong chốt sale vậy. Thì nó liên quan đến cái chương trình, và chương trình này nó liên quan đến việc là
mỗi cá nhân chúng ta đã trải nghiệm ở đâu, đã học được cái gì, đã rút kinh nghiệm được cái gì, có ai dẫn đường và mình đang sở hữu được cái gì. À, một bạn nào đó, thầy giới thiệu qua một số cuốn sách đằng sau đi ạ. Bạn hãy rèn luyện kỹ cái chương trình NLP Online, nó đã bằng 1.000 cuốn sách bạn đọc. Bạn hãy học nhuần nhuyễn kỹ chương trình đó, thì tôi cam kết với bạn, bạn đọc những quyển sách nó rất là bình thường, nó cũng trở thành cuốn sách cực hay. Bởi vì bạn hiểu thấu mọi ý đồ tác giả muốn viết gì. Bởi vì bạn thấy rõ được cái bức tranh dưới câu chữ đấy là cái gì. Còn khi chúng ta chưa sở hữu được NLP thì có mấy thứ tôi muốn chia sẻ với các bạn này. Khi chúng ta chưa sở hữu được NLP, chúng ta không thay đổi được bản thân đâu. Và có nhiều người không đồng ý với quan điểm này. Không đồng ý, đúng thôi, không sao cả. Mỗi người chúng ta có một quan điểm. Bởi vì chúng ta đều nói rằng là ồ, thế thì không có NLP thì tôi vẫn đang gì, tôi vẫn đang phát triển đấy chứ. Đồng ý. Đồng ý. Nhưng nếu có NLP thì cái sự phát triển của chúng ta nó tròn đầy anh chị ạ. Nó tròn đầy. Chứ nó không bị gì, nó không bị thiên lệch. Và cái sự thiên lệch này các anh chị có thể chứng kiến ở ngoài cuộc sống ngoài kia. Có người rất giàu nhưng sau đó nhìn lại hậu phương thì mọi thứ nó tan mảnh ra mãi. Có người rất giàu nhưng đến thời điểm nào đó thì bệnh tật nó xảy ra đầy mình. Có người rất giàu nhưng sau đó đến một thời điểm nào đó tự nhiên sụt về số 0. Đấy, đấy là gì? Tôi chia sẻ rằng cái sự không tròn đầy. Nhưng nếu có NLP lập trình ngôn ngữ tư duy thì cái sự tròn đầy nó tạo ra một cái sự bền vững. Đột phá nó đã mạnh rồi nhưng nó lại còn bền vững các chị ạ. Bền vững. Tương lai bước tiếp làm sao thoát ra khỏi sợ hãi nợ nần nào? À, tôi đã chia sẻ bạn rồi, hãy bắt đầu bằng một chương trình học NLP online có 2 triệu 300 nghìn đồng thôi. Nếu 2 triệu 300 nghìn đồng mà các anh chị trong chúng ta trong đây mà cũng không dám đầu tư vào bản thân mình thì làm sao chúng ta có thể có được 23 triệu, 230 triệu hay là 2 tỷ 3 được. Nếu như không dám đầu tư 2 triệu 300 nghìn đồng vào cái bộ não của mình, mà bộ não thì tôi đã nói với đầu từ đầu với anh chị là gì? Nơi khởi nguồn mọi thứ để giải quyết mọi thứ của cuộc đời này và nơi cũng tạo ra mọi bi kịch cuộc đời cũng là từ bộ não này. Đừng hỏi những vấn đề gì cao siêu các anh chị. Hãy bắt đầu từ chương trình đó. Và nếu chương trình đó mà không giải quyết được vấn đề, các anh chị hãy lên Facebook của tôi, những cái cuộc như thế này này, các anh chị có thể ném đá thoải mái vào đây. Trời ơi, tôi đã cam kết điều đó với anh chị mà. Hãy bắt đầu từ điều đó. Các anh chị sẽ đột phá khủng khiếp các anh chị ạ. Ôi cảm ơn bạn rất nhiều, có bạn nào đã vâng dành khen tặng cho tôi rồi. Đúng rồi bạn Mạnh Tiến. Rồi bạn Tiến, tôi đã nói các học sinh của mình rồi, có bất kỳ vấn đề gì trong cái học hành các anh chị các bạn ấy có thể nhắn tin cho tôi rồi điện thoại chẳng chịu cho tôi. Bởi vì đúng rồi, chúng ta học NLP, các bạn đang học thì đang ở cấp độ mấy? Đang ở cấp độ 3. Cấp độ 3 là đang biết biết một cách có ý thức. Biết một cách có ý thức. Nhưng để chúng ta trở nên xuất sắc, để chúng ta thành công trong cuộc sống này thì chúng ta phải trở thành biết một cách vô thức. Vậy để biết một cách vô thức thì làm thế nào? Để biết một cách vô thức thì chúng ta phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Nghĩa là gì? Chúng ta nhìn sự kiện hiện tượng ở ngoài kia bằng cái nhìn con mắt của NLP. Chúng ta nhìn cuộc sống ngoài kia, nhìn bằng đánh giá bằng tư duy của NLP. Chúng ta giao tiếp với con người ngoài kia, giao tiếp bằng ngôn ngữ của NLP. Chúng ta quan sát khách hàng ngoài kia, hãy quan sát bằng những kỹ thuật đọc vị của NLP. Chúng ta thiết kế kế hoạch chiến lược, hãy thiết kế bằng bộ công cụ của NLP. Nó đã chỉ chúng ta đến nơi đến chốn rồi. Điều gì cần phải xảy ra? Điều gì cần phải xảy ra? Rồi là gì? Bạn sẽ làm gì? Rồi bạn sắp xếp những thứ quan trọng bạn đi. Rồi bạn chọn ra 3 việc đi. Ngày giờ nào bạn làm? Làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Khi bạn đã hứa là làm giờ này xong một việc.
Tất cả những bộ công cụ coaching cực kỳ mạnh nó cũng trong chương trình online đó rồi, đúng không bạn Tiến? Ừ. Rồi vậy thì tất cả những cái điều này, thứ bảy tới chúng ta lại gặp nhau rồi, tương tác rồi, thì các bạn trong chương trình online các bạn hãy dành những cái câu hỏi để gì, làm sao đó hỏi những câu hỏi ứng dụng điều đó ra ngoài cuộc sống như nào, thì tôi sẽ trả lời các bạn rất tuyệt vời. Thật là cho bạn em học cả hai đây, từ từ xem. Thầy ơi cho một câu trả lời cho bạn em học cả hai hay học trực tiếp? Thế này là các bạn, sở dĩ tại sao thì tôi lại tạo ra một chương trình online là bởi vì thế này, là bởi vì cái chương trình học trực tiếp nó là một giáo trình của ABNP Hoa Kỳ 6 ngày, và cái học phí của nó là 1.150 đô la Mỹ, 1.150 đô Mỹ, và nó trị giá là bao nhiêu, 26,6 triệu. Cho nên rất nhiều người nghe thấy cái điều đó một cái thì sợ hãi, không dám học. Và vì thế nên tôi mới phải tạo ra một chương trình online, nó có mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là có thể giúp những người ở xa, chưa có điều kiện về có thể tiếp cận được NLP, thì có thể tiếp cận được để cải thiện ngay được mọi khía cạnh cuộc sống của mình. Thứ hai, đối với những người mà yêu thích NLP và đối với những người thực sự là những người kinh doanh, thì đây là một bước đệm để họ thấy rằng NLP giá trị như thế nào, để họ bắt đầu mạnh mẽ để bước vào khoa học trực tiếp, để sở hữu, để ứng dụng ngay ra cuộc sống, ứng dụng vào việc thiết kế kế hoạch chiến lược, ứng dụng vào việc huấn luyện đội nhóm, ứng dụng vào việc phát triển đội nhóm một cách bền vững, ứng dụng vào việc giải quyết vấn đề cho mọi người. À, bạn em ạ, bạn em học trực tiếp đi, học trực tiếp ngay đi ạ. Ừ. Và rồi tôi có một cái điều này nữa các bạn. Ừ. Những người học ở chương trình online ngày hôm nay, tôi đang rất hào hứng để điều này để nói chuyện các bạn. Những người học online, khi các bạn đăng ký vào học trực tiếp thì các bạn được trừ cái phí học online với cái giá học phí đó, nhớ các bạn nhé. Rồi đây là một tuyên bố mà các bạn khi có trong cái chương trình online này, các bạn nghe được điều này thì các bạn, còn bạn nào không nghe không biết thì đấy là cái lỗi gì, lỗi các bạn. Cơ hội luôn luôn xuất hiện, nhưng nếu chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cơ hội. Đấy. Ồ, có bạn nào nói đây là khóa học giá trị nhất mà em biết. Đúng rồi, tôi có thể định lượng được cái điều này rằng gì, đây là một khóa học mà nó nhiều công cụ mô đun, mà nhiều cái sự hiểu biết hơn rất nhiều những khóa học hàng chục triệu nó đang đang bày lên ở ngoài cuộc sống kìa các anh chị ạ. Nó đang bày lên ngoài cuộc sống kìa. Cái khóa học chỉ có 2 triệu 300 nghìn đồng nhưng mà nó hay vô cùng các anh chị ạ. Ok bạn Thủy Ninh, tuyệt vời. À đây, nhân đây thì các bạn có thể kết nối với bạn đấy, bạn Ninh Thủy đấy ạ. Bạn áo đỏ đây vừa comment xong, thầy tuyệt vời thầy ơi. Để các bạn có thể kết nối với bạn ấy, bởi vì tôi vừa kết thúc một khóa học NLP Project trong Sài Gòn, và bạn Ninh Thủy một người tuyệt vời, là một quản lý cấp cao các anh chị ạ, nhưng sẵn sàng gì? Sẵn sàng từ bỏ với mức lương là hơn 100 triệu một tháng để sẵn sàng gác lại để bắt đầu dấn thân vào NLP, và khi bắt đầu biết được NLP cái là gì? Bạn Thủy này là gì? Sẵn sàng lao theo ngay lập tức. Cả lớp K2 nhớ tay. Oh, chào bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta gặp nhau tháng 6 một lần nữa để báo cáo những cái kết quả tuyệt vời. Rồi các anh chị. Ừ. Rồi các anh chị, à đây. Rồi chúng ta quay trở lại chủ đề chính một chút ít thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi? Một lời từ trái tim tôi các anh chị. Học NLP. Học NLP đã. Các anh chị bắt đầu học được NLP rồi thì tất cả những gì mà các anh chị đã trải nghiệm trong cuộc sống này nó sẽ quay trở về các anh chị. Khi học NLP nó giống như cái anh chị chúng ta đã gì, đã trồng, đã mang về nhà một cây thông Noel vĩ đại. Đến mùa Noel này, đến mùa Noel, cái chị đã mang được về nhà cái cây thông Noel. Thì NLP nó như một cái cây thông Noel cổ thụ trong nhà mình ấy. Và tất cả những kiến thức gì mà anh chị em chúng ta đã trải nghiệm được, đã học được, đã lĩnh hội được gì trong cuộc sống thì nó giống như là quả thông, quả bóng, rồi con linh dương, rồi ông già Noel, rồi là quả chuông, quả chiếc, rồi lơ đếc các thứ đấy. Thì tất cả kiến thức học được các anh chị nó như những thứ đó, các anh chị treo lên cái cây thông đó, thế là mọi thứ rực rỡ nó xảy ra ngay lập tức, và các anh chị sẽ trầm trồ bởi cái cây thông Noel các anh chị thiết kế lên. Đấy chính là cuộc sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta trải nghiệm rất nhiều, chúng ta học rất nhiều nhưng chúng ta không hiểu được cái gốc, chúng ta không hiểu được cái sâu sắc cái gốc của mình, thì tất cả những cái kiến thức trên nó chỉ là cái vỏ, mà rồi nó không vỏ
nó là kiến thức vỏ thì nó không thể nào trở thành cái kiến thức vô thức, mà không trở thành kiến thức vô thức tức là kiến thức năng lực này, tự động nói giống như tôi nói là có cần văn bản gì đâu anh chị, nó từ trong này nó ra rồi. Thì ở một chương trình nào đó tôi lại tiếp tục, các chị phải hiểu sâu nữa thì tôi mới thấy anh chị là cuối cùng con người chúng ta là gì, con người chúng ta là dòng chảy của năng lượng và vũ trụ. Hãy cởi mở để đón nhận mọi thứ năng lượng của vũ trụ tuôn chảy qua mình rồi lại chảy ra ngoài kia. Như vậy các anh chị có thấm hiểu cái câu mà gì à, những người thành công cũng như là Đức Phật nói là gì, cho đi bạn sẽ nhận lại. Bạn muốn cái gì bạn hãy cho đi thật nhiều cái đó. Bạn muốn có trí tuệ thì bạn hãy cho đi thật nhiều trí tuệ. Bạn muốn sự giúp đỡ từ người khác thì bạn hãy cho đi thật nhiều cái sự giúp đỡ của bạn. Bạn muốn có tiền ở người khác thì bạn hãy cho đi thật nhiều tiền. Nhưng mà ở đây có một câu chuyện là cho đi thật nhiều tiền và tôi không có tiền thì tôi làm sao mà tôi có thể cho đi nhiều tiền các bạn. Tôi bật mí cho các bạn điều này. Các bạn không có tiền thì các bạn phải đi lao động làm cái gì đó để tích lũy tiền. Khi tích lũy tiền thì bạn phải học vào bản thân các bạn. Học vào bản thân các bạn những cái năng lực để có thể giúp người khác tạo ra tiền. Thì đấy có phải là các bạn đã cho người ta tiền không? Và đấy là các bạn là gì? Càng muốn nhiều tiền thì các bạn cho nhiều tiền như vậy đấy. Ví dụ các bạn có năng lực để có thể giúp người khác tạo ra cái kết quả, tạo ra thu nhập. Thì gì? Nếu họ bạn giúp họ tạo ra 100, họ không tiếc gì bạn 1%. Phụ Thị Nhàn, NLP giúp một người thay đổi từ bên trong, làm sạch tâm hồn, hướng đến sự cao đẹp. Đúng rồi bạn, Vũ Thị Nhàn, cảm ơn bạn rất nhiều đã có một cái comment. Đấy. À, tôi đã nói đến phần ạ. Nào, bây giờ chúng ta nói đến cái phần nguyên lý. Vừa rồi tôi nói đến cái phần nguyên lý là cho và nhận. Các chị này, à, tôi có một cái hình tượng này. Giả sử rằng là đã có nhiều video tôi nói rằng là chúng ta là cuối cùng suy cho cùng là sóng và năng lượng. Cái điều này tôi nhận thức được và tôi nhớ được là bởi vì tôi xem rất nhiều video nghiên cứu, những cái chương trình video nghiên cứu của Discovery về y học trên thế giới toàn cầu. Người ta phân tích rằng cuối cùng con người ta là sóng và năng lượng. Cuối cùng con người ta là sóng và năng lượng các chị này. Thế thì tôi nói điều này đơn giản hình dung để chúng ta nhìn này. Vậy thì sóng năng lượng nghĩa là chúng ta hình dung như là sự giàu có nó là điện cao thế. Sự giàu có nó là dòng điện cao thế ở trên cao kia kìa. Dòng điện cao thế. Và nếu chúng ta ở dưới này thì chúng ta chỉ như là một cái dây dẫn điện nhỏ trong gia đình ấy. Thì các chị có phải thấy không? Dây dẫn điện nhỏ trong gia đình thì nó có bọc nhựa không? Nó bọc nhựa. À, nó bọc nhựa. Nó bọc nhựa. Dạ. Nó bọc nhựa thì thế thì bây giờ bọc nhựa này thì nó bị gì? Nó bị bó hẹp lại tất cả. Nó giống như con người chúng ta cái, nó giống như là cái bọc nhựa này, nó giống như là tư duy đang bọc con người chúng ta lại vậy. Để chúng ta không thể nào tiếp nhận được cái dòng điện cao thế là dòng điện giàu có, dòng điện thịnh vượng, dòng điện hạnh phúc ở bên trên. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được dòng điện đó? À, chúng ta phải gì? Phải tách. Rồi bạn Hùng Canvin, mình sẽ trao đổi cái điều này sau. Mình sẽ gì? Bạn muốn cái sự giàu có, cái dòng điện giàu có trên kia nó ngấm vào bạn thì bạn có phải gì? Tách cái lớp nhựa đó ra không? Nó giống như cái cây ghép cành ấy. Bạn phải tách cái điều đó ra thì cái dòng điện trên kia thì mới đi qua bạn được chứ. Nhưng bạn lại không chịu gì bóc cái lớp vỏ nhựa đang bó bịch bạn ra thì làm sao bạn có thể tiếp nhận được cái dòng dòng điện cao tần, biến dòng điện cao thế bên trên, đấy là dòng điện giàu có chứ bạn. Thì tôi nói hình dung ra đấy như là gì? Sự giàu có nó như là vũ trụ, nó như là năng lượng mênh mông này rồi. Bạn chỉ cần cởi mở bản thân mình ra thôi, mọi thứ nó sẽ chảy qua bạn và nó chảy ra. Bạn sẽ đón nhận được mọi thứ, bạn sẽ đón nhận được mọi cơ hội. Nhưng phần lớn chúng ta đã không làm thế. Cho nên phần đầu tôi mới nói rằng chúng ta đang chống lại thành công, chúng ta đang chống lại hạnh phúc, chúng ta đang chống lại chính bản thân mình, chống lại cuộc sống của chính mình mà không nhận thức được điều đó. Bằng việc không học, không đầu tư vào bộ não này cho chúng ta có thể hiểu mọi thứ. Và khi hiểu mọi thứ thì chúng ta mới dễ dàng mọi thứ. Ví dụ, chúng ta hiểu về con người sinh ra từ đâu, tại sao mỗi người lại có một cái cá tính như vậy. Nếu có cá tính như vậy rồi thì người ta sẽ hành xử theo cái thói quen như vậy, rất khó thay đổi. Cho đến khi có một cái điều gì đó thực sự khiến người ta hiểu, người ta mới thay đổi. Giống như nhiều người trong đây chúng ta nói rằng là tôi thì thay đổi rồi. À đúng rồi, bởi vì bạn đã khát khao tìm kiếm sự thay đổi nên bạn thay đổi. Bởi vì có những cái nguyên lý, có những cái quy luật hay có những sự hiểu biết bạn đã tiếp cận được nên bạn buông bỏ. Còn những cái người kia, những người bên ngoài mà họ vẫn tiêu cực thì nghĩa là họ chưa
chưa tiếp cận được những cái hiểu biết như vậy, nên họ vẫn còn bám chấp lấy cái bản ngã của mình. Thì điều đó là đương nhiên, bởi vì bạn hiểu rồi nên bạn biết hiểu được. Thậm chí người ta tiêu cực bởi vì người ta còn bám chấp cái bản ngã, người ta còn đồng hóa mình với cái bản ngã đó. Thế thì bạn phải chính là người buông đầu tiên chứ, bởi vì bạn hiểu hơn họ mà. Vậy thì tại sao bạn đã hiểu rồi, bạn bảo tôi buông được rồi mà bạn lại cố chấp họ, thì nghĩa là bạn chưa buông được. Bạn chưa buông được, bạn chưa hiểu. Đấy, nguyên lý cuộc sống nó đơn giản như vậy đấy, cho và nhận. Cho nhận rồi gì nữa? Đã. Ta là năng lượng, ta là năng lượng, ta là sóng. Vậy thì hãy cởi mở mọi thứ. Cái nỗi sợ hãi nó chỉ là nỗi sợ hãi không có thật. Nỗi sợ hãi không có thật, chỉ là cái sự dọa dẫm của chúng ta thôi. Nó không có thật. Suy cho cùng đi, chúng ta sợ cái gì vậy? Và nếu chúng ta sợ cái điều đó thì nó dẫn chúng ta đến đâu? Bạn cứ vượt qua đi xem nào. Bạn cứ dấn thân bạn làm đi nào. Có làm sao không? Không làm sao cả. Rồi điều gì nữa nào? Nào. Phần cuối cùng tôi lý giải với các bạn điều này. Luật nhiệt động học. Luật nhiệt động học được giải Nobel năm 1977 đã chứng minh rằng vật chất đã là vật chất thì đều hấp thụ nhiệt. Đã là vật chất thì đều hấp thụ nhiệt. Thì điều này có ý nghĩa gì? Điều này ý nghĩa thế này. Con người chúng ta cũng là một dạng của vật chất. Vậy thì nếu là vật chất thì là hấp thụ nhiệt. Đơn giản như thế này thôi các bạn này. Bây giờ là mùa hè, các anh chị sẽ mặc quần áo ra ngoài đường, mặc quần áo chống nắng ra ngoài đường và đi suốt cả buổi trưa ngoài đường. Thì các anh chị về nhà bắt đầu là chưa cởi quần áo nhưng ôm chầm lấy con, thì con nó sẽ nói điều gì? Trời ơi nóng quá, quần áo của bố mẹ nóng quá, nóng quá. Đúng không nào? Ừ. Quần áo và con người chúng ta đều hấp thụ nhiệt. Ví dụ như là con người chị ta, cái chị chúng ta mà ở trần ra trời nắng mà làm việc quần quật ngoài trời nắng mà không có che đậy cái gì, không mặc quần áo, không đụng nó thì sao? Da mình bắt đầu tím tái, người bừng bừng nhễ nhại mồ hôi, thì đấy là chúng ta cũng hấp thụ nhiệt đấy chứ. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Hãy để tôi chứng minh các chị điều này. Giả sử rằng đây cái điện thoại này là một cái miếng nhôm, một miếng nhôm, và miếng nhôm này là một dạng vật chất đúng không ạ? Rồi vậy thì miếng nhôm này sẽ được đặt trong tủ lạnh, được đặt trong tủ lạnh, đặt từ sáng cho đến 2 giờ chiều. Vậy thì tôi nhấc cái miếng nhôm này ra và tôi đặt lên cái bàn tay mình, thì các chị sẽ thấy gì nào? Thấy lạnh đúng không? Nó trong tủ lạnh mà. Đặt từ sáng đến 2 giờ chiều tôi nhấc ra thì cái miếng nhôm này nó sẽ nhiễm lạnh, nhiễm cái năng lượng nhiệt lạnh vào đây. Rồi, vẫn là cái miếng nhôm này. Vẫn là cái miếng nhôm này, bây giờ tôi vứt lên trần nhà suốt từ sáng đến 7 đến 2 giờ chiều, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều tôi lấy xuống và tôi để lên tay mình, thấy gì các chị? Giữa trời nắng chang chang, nó nóng. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái vật chất, một dạng của vật chất này, chúng ta cũng là vật chất, cái này là vật chất, đặt ở đâu thì sẽ nhiễm từ trường nhiệt lượng ở khu vực đó. Và khi nó đứng độc lập một mình, khi đứng độc lập một mình thì nó tỏa cái nhiệt lượng này ra ngoài. Vì thế cái miếng nhôm này nó ngấm cái năng lượng nhiệt lượng ở trong tủ lạnh, nên khi đặt lên tay chúng ta nó tỏa ra cái lạnh thì chúng ta mới cảm nhận đây là lạnh. Còn nếu khi chúng ta đặt lên trời nắng thì nó ngấm cái nhiệt lượng là nắng, cho nên chúng ta mới cầm ở đây thấy là nóng. Vậy thì điều này sẽ ứng dụng điều gì trong cuộc sống chúng ta? Các anh chị, điều này tôi muốn các anh chị xem cái video của tôi làm thế nào để hiểu mình. Để các anh chị thấy rằng mỗi con người chúng ta sinh ra ở trong những vùng miền khác nhau, trong những môi trường gia đình khác nhau, được giáo dục bởi những cái lề thói nề nếp khác nhau, cho nên chúng ta mới nhiễm tất cả những cái thứ đó từ gia đình mình, giống như cái cục nhôm này vậy, giống như cục nhôm này vậy. Từ đó khi thoát ly khỏi gia đình, chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta đứng độc lập thì chúng ta thể hiện cái thứ chúng ta đã nhiễm. Các anh chị thấy rõ chưa? Chúng ta đã thể hiện rõ ràng cái thứ chúng ta đã nhiễm, được nuôi nấng từ gia đình, từ vùng miền, vùng quê chúng ta. Cái đó nó gọi là khuôn mẫu bên trong chúng ta. Mà khuôn mẫu bên trong này nó sẽ quy định toàn bộ hành động ở bên ngoài. Mà khuôn mẫu không khác gì hơn, đó là bộ não chúng ta đã du nhập hoàn toàn những cái trải nghiệm và nó trở thành những dữ liệu trong mình. Từ đó, khi chúng ta quyết định một vấn đề gì, chúng ta tỏ một thái độ gì, chúng ta định hành động gì ở ngoài kia, thì bộ não này nó sẽ quay trở lại, nó truy cập cộng trừ nhân chia trong cái dữ liệu này và nó ra quyết định. Vậy chúng ta đã quyết định những điều gì trong cuộc sống mà nó đang tạo ra kết quả hiện tại đấy các anh chị?
Bây giờ đã đến lúc chúng ta thay đổi chưa? Đã đến lúc chúng ta thay đổi, và thay đổi bắt đầu từ đâu anh chị? Bắt đầu từ bộ não này. Bắt đầu từ bộ não. Và thay đổi bộ não này thay đổi bằng cái gì? Duy nhất khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Đó là cái khoa học huấn luyện bộ não. Huấn luyện bộ não. Và để có bộ não hiểu biết mọi thứ với một khoản đầu tư 2 triệu 300 nghìn đồng xứng đáng không anh chị? Để các chị biết rằng là mình thua hàng tỷ đồng, mình thua hàng chục tỷ đồng, mình thua hàng trăm triệu ở ngoài kia. Vì sao vậy? Chỉ có 2 triệu 300 nghìn đồng để bạn giải thích được mọi hiện tượng. Chỉ có 2 triệu 300 nghìn đồng để các chị có thể giải quyết được vấn đề là hai vợ chồng bên bờ khủng hoảng, mâu thuẫn nghiêm trọng đến mức bỏ nhau đến nơi rồi, mà trị liệu trong vòng có 1 tiếng, mọi chuyện quay trở lại êm đềm như cũ. Chỉ với 2 triệu 300 nghìn đồng biến bạn trở thành bậc thầy trong việc đọc vị suy nghĩ của người khác. Chỉ với 2 triệu 300 nghìn đồng để giúp anh chị là có cái bộ ngôn ngữ bán hàng, chốt sale, thương thuyết, đàm phán. Rồi, rất nhiều thứ nữa trong một chương trình. Đơn giản như vậy đấy anh chị. Hãy học đi anh chị, từ trái tim tôi. Học ngay lập tức, học ngay lập tức. Và để gì? Chúng ta gặp nhau và chúng ta xây dựng lên một cộng đồng. Mà cộng đồng đấy phải thực sự hạnh phúc. Đừng chống lại bản thân các anh chị nữa. Đừng chống lại hạnh phúc của anh chị nữa. Đừng chống lại thành công của anh chị nữa. Đừng chống lại tất cả những cái gì mà vũ trụ này đang trao cho anh chị. Đúng rồi. À, bạn Minh may mắn đã tổng hợp lại rất ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Rồi các anh chị, đúng rồi, bạn Nguyễn Văn Đức, chào mừng các bạn. Từ trái tim tôi, các bạn học ngay đi lập tức ạ. Để những cái buổi lần sau mà tôi lên livestream thế này thì lại nhận được sự ủng hộ, cổ vũ từ các bạn, từ sự minh chứng từ các bạn. Tôi đang nỗ lực để lan tỏa cái điều hạnh phúc và thành công đến tất cả mọi người chúng ta. Tôi không muốn rằng những cái thất bại trải nghiệm của những người mà khao khát đi mở đường như chúng tôi là để gì, nó chìm mất rồi bao nhiêu người lại đi lại vết xe đổ đó, lại tốn thời gian, lại tốn nguồn lực, rồi tốn tiền vốn, rồi mất uy tín, rồi là lâm vào kiệt quệ, lâm vào stress, rồi gia đình lại bất hòa, lại tạo ra những đứa con nó chịu hậu quả như vậy. Tôi không muốn điều đó. Và càng ngày tôi đang nỗ lực để làm cho cái chương trình NLP online đấy nó càng hay hơn, đặc biệt là những chương trình huấn luyện trực tiếp của tôi. Thì các chị trở thành những nhà huấn luyện đột phá ngay tại lớp học của tôi chị ạ, chỉ trong có 6 ngày huấn luyện trực tiếp anh chị. Nó mạnh mẽ vô cùng. Nó mạnh mẽ vô cùng. Cực chẳng đã thì chúng ta mới phải học online mà thôi các anh chị. Bởi vì các chị sẽ đọc trên tài liệu NLP là gì, trên tài liệu trên thế giới công bố là Wikipedia. Đây là khoa học để tạo nên sự xuất chúng, chứ không phải là câu chuyện là để bán hàng hay để online hay để làm cái gì các anh chị. Nó là khoa học tạo nên sự xuất chúng. Cho nên khi học được cái này rồi thì chúng ta phải nhuần nhuyễn nó, biến trở thành vô thức, trở thành năng lực vô thức, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành xuất chúng. Thế còn biết rồi, dù biết những cái biết những kiến thức nó hay đến thế nào đi chăng nữa mà chúng ta lại xếp ra bên ngoài rồi lại dùng cái kỹ năng tự phát của mình lại lao vào giải quyết công việc thì như thế là sai lầm rồi. Chúng ta đã lãng phí chất xám rồi. Ok. Rồi, bây giờ là wow. Ui giời. 9 giờ mà bây giờ tôi livestream một mạch cho đến tận 10 giờ 25 phút. Ừ, hôm nay có vẻ rất là sung. Mà các bạn biết không ạ? Richard Bandler, một tỷ phú người Anh á, ông là gì? Là chủ tịch tập đoàn, một tập đoàn mà có những 430 công ty con. Đúng rồi, Ninh Thủy, cảm ơn em. Học trực tiếp chúng ta được thực hành tại chỗ nên nó đột phá nhanh mạnh hơn gấp nhiều lần. Richard Branson, ông ấy nói rằng là gì? Khi bạn làm cái công việc bạn đam mê thì bạn làm có từ sáng sớm gà gáy cho đến tận tối mịt thì bạn vẫn vẫn khỏe, bạn cứ vẫn vui. Các anh chị ạ, cuộc đời này sinh ra nó cực kỳ ngắn, cực kỳ ngắn, và cuộc đời này tuyệt vời vô cùng. Cho nên đừng trói mình trong những cái thứ, đừng trói mình trong cái tư duy của mình nữa. Cuộc đời này nhiều cái thứ tươi đẹp vô cùng, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau, chỉ cần chúng ta cho đi thật nhiều thì chúng ta sẽ nhận lại tất cả những gì mà chúng ta muốn muốn có. Một lần nữa chúc anh chị thay đổi. Đã đến lúc thay đổi rồi anh chị. Đã đến lúc thay đổi rồi. Cái giá của sự thay đổi cho đến bây giờ nó không đắt đâu. Nó còn thậm chí còn cực kỳ rẻ. Rồi, các bạn sẽ tương tác với một người bạn, bạn Tiến rồi, bạn Ninh Thủy rồi, một vài bạn ở trong này. Các bạn hãy tương tác với nhau ạ. Đó là những học viên mà đã học khóa trực tiếp. Thì các bạn sẽ biết được rõ rằng là học cái điều gì và như thế nào. Thì hẹn gặp lại các bạn ở chương trình NLP Online. Và hẹn gặp lại các bạn. Đặc biệt tôi khao khát các bạn hãy đến chương trình trực tiếp để chúng ta đột phá ngay trong 6 ngày. Mà tôi gọi khóa học này là gì? 6 ngày thay đổi cuộc đời bạn. Tôi cam kết điều đó.
Rồi bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Và các bạn hãy xem lại toàn bộ cái kênh YouTube của tôi, kênh YouTube Nguyễn Xuân Hương. Rất nhiều vấn đề bổ ích và thiết thực trong đó. Rồi, bây giờ thì chào các bạn.